What's happening? It's a huge squid. Xin chào, rất vui vẫn được gặp lại các bạn. Vùng Haddo là vùng sâu nhất của đại dương, tối tăm và lạnh cóng. Nó nằm ở độ sâu từ 6.000 đến 11.000 mét trong các rãnh dài và hẹp hình chữ V, trong đó rãnh Mariana là nơi sâu nhất. Và bất chấp mọi logic thông thường, sự sống vẫn tồn tại và tiến hóa ở những độ sâu quái đản này, trở nên hoặc là ma quái đáng sợ hoặc cực kỳ khổng lồ. Cua nhện khổng lồ Nhật Bản, sứa đỏ khổng lồ, cá trích vua hay còn gọi là cá mái chèo, mực khổng lồ, cá mập Greenland và những loài động vật chân đều khổng lồ. Chúng đều là ví dụ của chủ nghĩa khổng lồ biển sâu. Một xu hướng khó hiểu khi những loài động vật biển sâu phát triển kích thước lớn hơn đáng kể so với những loài họ hàng ở vùng nước đông. Câu hỏi đặt ra là tại sao biển sâu có gì ngon khiến những cư dân của chúng hay ăn chóng lớn chăng? Thực tế có vẻ ngược lại. Ở độ sâu trên 400 mét, thức ăn bắt đầu trở nên khan hiếm. Khi mà ánh sáng mặt trời tắt đi, thực vật phù du sống nhờ quang hợp và động vật phù du sống nhờ đớp thực vật phù du cũng biến mất. Thiếu chúng, hầu hết những sinh vật biển sâu phải ăn cơm thừa canh cặn, nhặt nhạnh những mảnh vụn rơi xuống từ vùng nước mặt, một hiện tượng gọi là tuyết biển, marine snow. Tuyết biển chứa chủ yếu là những sinh vật phù du chết, cứt và các mảnh xác chết thối rữa rơi xuống đáy biển dưới dạng hạt mịn. Một số loài động vật, chẳng hạn như là mực macaron, phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tài nguyên rơi từ trên xuống này. Tất nhiên, vẫn phải làm thì mới có ăn, dù trong trường hợp này thì vẫn là ăn cước. Mực macaron sẽ dùng hai sợi dây rút để bắt giữ lấy bất kỳ mảnh vụn nào lạc trôi qua nó tại độ sâu khoảng 900 mét nước, kết hợp với chất nhầy tiết ra từ rác hút để vo xác chết và phân thành một quả bóng thức ăn. Nhưng nhặt nhạnh từng hạt tuyết biển thì không thể tạo ra những cơ thể siêu to khổng lồ được. Nhiều loài động vật biển sâu không ăn tuyết biển, theo vào đó chúng ăn những loài ăn tuyết biển. Và thế là cá lớn nuốt cá bé. Dưới biển sâu, bất kỳ sinh vật nào không phải là lớn nhất thì đều có một hồng tâm ở sau lưng. Vì vậy, bí quyết sinh tồn chính là trở thành loài săn mồi. Không những thế, còn phải trở thành loài săn mồi đầu bảng. Xin được giới thiệu mực khổng lồ, Giant Squid. Con người đã biết về sự tồn tại của một loài mực kích cỡ ngoại hạng sinh sống ở những vùng biển sâu từ rất rất lâu. Thế nhưng cho đến đầu thế kỷ 21, tất cả những gì chúng ta biết về mực khổng lồ thì đều đến từ những xác chết dạt vào bờ biển. Mãi đến năm 2004, người ta mới chụp được những hình ảnh đầu tiên về một cá thể còn sống ở đâu đó khoảng 1.000 mét nước. Cho đến nay, cá thể mực khổng lồ lớn nhất từng được tìm thấy dài khoảng 13 mét, tức là cỡ một chiếc xe buýt và nặng khoảng 275 kg. Không khổng lồ so với một con cá voi xanh, thế nhưng thuộc diện quái thai khi so với con mực mà bố mẹ chúng ta thường xào dứa. Nhờ kích thước choáng ngợp, mực khổng lồ có rất ít kẻ thù. Với hai xúc tu cực dài và trông khá giòn, không khó để tưởng tượng ra cách mà những con mực đại ca này tóm lấy những loài cá biển sâu và những loài mực nhỏ hơn chúng. Nhưng mực khổng lồ vẫn chưa phải là loài mực lớn nhất đại dương. Đó phải là mực khổng lồ hơn thế nữa, Colossal Squid. Mực khổng lồ hơn thế nữa, ngắn hơn một chút so với mực khổng lồ, thế nhưng nặng gấp đôi, gấp ba, trung bình từ 500 đến 700 cân, cỡ một con bò, và chắc chắn là đủ để đáp ứng nhu cầu protein cho một đám cưới. Không khó để tưởng tượng, sinh vật đã truyền cảm hứng cho thủy quái Kraken trong truyền thuyết là một kẻ săn mồi hung hãn, thống trị biển sâu, lao vút đi trong làn nước đen đặc và ngấu nghiến kẻ thù, xé toạc thuyền buồm qua lại. Nhưng thực tế, và nếu như bạn suy nghĩ một cách thật logic, thì lại có vẻ ngược lại. Mực khổng lồ và mực khổng lồ hơn thế nữa không phải là những loài săn mồi tích cực, đơn giản là vì chúng không cần phải làm thế. Định luật Kleber phát biểu rằng tốc độ trao đổi chất của sinh vật không tỷ lệ tuyến tính với kích thước cơ thể chúng. Để cho dễ hiểu, một người nặng 100 cân sẽ không thể đốt năng lượng nhiều gấp đôi một người nặng 50 cân. Hay một con mòe nặng gấp 100 lần con chuột thì không có nghĩa là nó cần gấp 100 lần năng lượng để sống. Trên thực tế, tốc
độ trao đổi chất của sinh vật bằng khối lượng cơ thể nó mũ 3/4. Công thức này có nghĩa là trong cùng một khoảng thời gian, một con mèo có khối lượng gấp 100 lần con chuột thì sẽ chỉ tiêu thụ năng lượng bằng khoảng 100 mũ 3/4, tức là bằng khoảng 32 lần con chuột mà thôi. Tính đúng đắn của định luật này thừa nhận rằng con vật càng lớn thì tiêu thụ năng lượng càng hiệu quả. Trong bối cảnh này, Colossal Squid là một sinh vật cực kỳ hiệu quả. Theo ước tính, tốc độ trao đổi chất của chúng thấp đến mức chúng chỉ đốt có, bạn đoán xem, 45 calo mỗi ngày và chỉ cần 0,03 kg thức ăn mỗi ngày. Để bạn dễ hình dung thì bạn, đúng rồi, chính là bạn, đốt từ 1.300 đến 2.000 calo mỗi ngày. Và đó là những ngày mà bạn ngồi chơi sới nước. Một con cá răng trưởng thành nặng khoảng chục cân là đủ thức ăn để một con mực khổng lồ nặng nửa tấn sống sót trong khoảng 200 ngày. Đó là hơn nửa năm nếu như bạn không giỏi toán. Điều này gợi ý rằng loài mực khổng lồ có nhịp sống đặc biệt chậm. Nó không đuổi theo con mồi trong những trận chiến hoành tráng như ta tưởng tượng. Thay vào đó, nó chờ đợi con mồi vô tình bơi tới gần, sau đó dùng các móc trên xúc tu để bẫy bắt. Một cách logic thì lối sống chậm này hợp lý hơn so với một thủy quái điên cuồng giật đuổi con mồi ở độ sâu hàng nghìn mét nước. Bởi suy cho cùng, tầm nhìn tại 1.000 mét nước là cực kỳ hạn chế, và con mồi nhỏ bé thậm chí là không đủ để bù đắp năng lượng mà nó chót tiêu xài cho cuộc giật đuổi. Mực khổng lồ quả thực có đôi mắt to lớn nhất trong thế giới động vật, rộng tới gần 30cm, gấp gần 3 lần mắt của một con cá vòi xanh. Nhưng các nhà khoa học cho rằng đôi mắt này không phải là để bắt con mồi, mà là để phát hiện và lẩn tránh những kẻ săn mồi hiếm hoi của chúng, chẳng hạn như là cá nhà táng. Như vậy, động lực để mực khổng lồ phát triển to lớn và trao đổi chất cực chậm là từ sự khan hiếm thức ăn và áp lực bị ăn thịt. Ngoài ra, cái lạnh cũng có thể là một nguyên nhân của sự to lớn bất thường ở một số sinh vật biển sâu. Quy tắc Bergman phát biểu rằng, trong cùng một nhóm loài động vật, những loài ở môi trường lạnh thường lớn hơn so với những loài ở môi trường ấm áp. Đối với các sinh vật biển, giả thuyết này cho rằng nước lạnh mang nhiều oxy hòa tan hơn, tạo điều kiện để sinh vật phát triển to lớn hơn. Nhưng liệu điều này có thể giải thích cho sự to lớn bất thường của cá mập Greenland hay không? Cá mập Greenland là loài cá lớn nhất ở Bắc Băng Dương và là một trong những loài cá mập lớn nhất còn sống. Nó dài tới 7 mét, hơn cả một con cá mập trắng lớn dài nhất và nặng tới 1.400 kg. Nó sống ở độ sâu hơn 2.000 mét, ở nhiệt độ nước từ âm 2 đến 7 độ C và là loài cá mập duy nhất có thể chịu được vùng nước lạnh quanh năm ở Bắc Cực. Không chỉ to lớn, cá mập Greenland còn cổ xưa nữa. Cá mập Greenland là loài động vật có xương sống thọ nhất thế giới. Tuổi thọ trung bình của chúng lên tới 272 năm và tối đa có thể sống tới hơn nửa thiên niên kỷ. Nói cách khác, bạn hoàn toàn có thể tìm thấy một con cá mập Greenland sinh ra từ thời nhà Hậu Lê, từ năm 1428 đến năm 1789, mà vẫn còn sống đến ngày nay. Thậm chí, nếu như một con cá mập Greenland sinh ra vào lúc mà vua Lê Thái Tổ Lê Lợi lên ngôi vào năm 1428, thì phải đến đời vua Hậu Lê thứ 15 là vua Lê Thế Tông lên ngôi vào năm 1573, tức là gần 150 năm sau, thì khứa cá mập kia mới dậy thì và có thể sinh đẻ được. Đéo tin. Giống như mực khổng lồ hơn thế nữa, tuổi thọ đáng kinh ngạc của cá mập Greenland cũng có thể là nhờ khả năng trao đổi chất cực kỳ chậm của chúng. Và cũng giống như mực cực khổng lồ, chúng là một loài kiếm ăn cực kỳ chậm chạp và cơ hội. Chúng ăn cá, mực và nhặt bất kỳ xác chết nào tìm thấy. Tin hay không tùy bạn, thế nhưng các nhà khoa học từng tìm thấy trong dạ dày của cá mập Greenland dấu vết của gấu Bắc Cực, ngựa và thậm chí là cả tuần lộc nữa. Khác với mực siêu khổng lồ, cá mập Greenland có muốn hung hãn cũng không được, bởi vì chúng mù hoàn toàn. Đừng hiểu lầm, bọn này có mắt, thế nhưng nhãn cầu của chúng bị bấu chặt bởi một loài giáp sát kinh dị nào đó, khiến chúng mù hoàn toàn, gần như trọn đời. Giờ thì bạn hãy tưởng tượng ra một sinh vật sống cuộc đời chậm rãi, trôi dạt trong làn nước âm 2 độ, tối đen như mực
trồng hơn 500 năm với những con giáp xác gớm ghiếc bám chặt vào hành nhãn cầu, thi thoảng lại cựa quậy những cái chân. Bọn này kiếp trước chắc là phải phạm tội tày đình, thế nên kiếp này mới bị đày đọa bằng một cuộc sống đằng đẵng và vô vị như vậy. Nhưng đó mới chỉ là độ sâu tối đa 4.000m. Trong rãnh Hado, từ 6.000 đến 11.000m nước, nhiệt độ dao động từ 1 đến 4 độ C, hoàn toàn không có ánh sáng và áp suất gấp 1.100 lần so với bề mặt. Ở đây, đến tuyết biển, vụn xác chết và cức, thậm chí cũng chả có nhiều để mà nhặt. Ấy vậy, đây lại là nơi chứng kiến trường hợp cực đoan nhất của chủ nghĩa khổng lồ dưới biển sâu. Ở nơi mà sự sống gần như là không thể trong suy nghĩ của một người bình thường, những loài giáp xác trần khớp khổng lồ lại bò lổm ngổm khắp đáy biển. Gọi là khổng lồ là bởi vì giáp xác trần khớp vùng nước nông thường chỉ dài từ 5 đến 20mm, trong khi ở nơi độ sâu tuyệt đối này, chúng dài tới 34cm. Đó là Alicella gigantean, loài giáp xác trần khớp lớn nhất từng được ghi nhận. Tương tự như vậy, những sinh vật chân đều, nhỏ xíu, để vừa trên đầu ngón tay mà bạn có thể tìm thấy trong vườn, nở như bánh mì dưới đáy đại dương. Với chiều dài lên tới 50cm, bạn có thể sẽ cần phải bế chúng bằng hai tay đấy. Nếu những sinh vật chân đều bình thường, khoảng 6mm là một con chuột nhắt, thì những loài bàn con khổng lồ đáy biển của chúng sẽ to như một con voi, mà phải là voi bụi cỏ châu Phi trưởng thành cơ. Với thực đơn là sắt thối và mảnh vụn, các nhà khoa học cho rằng cơ thể to lớn của chúng đóng vai trò như một nhà kho, giúp chúng tích trữ càng nhiều thức ăn và năng lượng càng tốt. Bất cứ khi nào có cơ hội, chúng ngấu nghiến đến mức béo tròn, chân không chạm đất và đi không nổi. Bù lại, một bữa no có thể giúp chúng tồn tại trong hơn 5 năm. Nhưng nhặt nhạnh như vậy, liệu có đủ hay không? Các nhà khoa học còn một giả thuyết. Người ta phát hiện ra một loài giáp xác trần khớp biển sâu, Hirondellia gigas, dường như có một loại enzyme đặc biệt có thể phân hủy thực vật. Mới đầu thì nghe có vẻ vô lý, bởi vì làm quái gì có cái cây gì mọc được trong bóng tối u tịch của các rãnh đại dương, và các sinh vật cũng đâu cần enzyme này để tiêu hóa xác của thực vật phù du trong tuyết biển đâu. Tuy nhiên, khi mà các nhà khoa học thử nghiệm loại enzyme này, nó đã trực tiếp chuyển đổi mùn cưa và bột gỗ thành đường glucose. Bá đạo hơn, enzyme này hoạt động tốt hơn dưới áp suất, tức là càng xuống sâu thì tốc độ chuyển hóa cellulose thành đường càng cao. Nghĩa là có thể Hirondellia gigas đã có một sự chuẩn bị để năm thì mười họa, mà có khúc gỗ nào vô tình chìm xuống tận đáy sâu nhất của biển thì chúng sẽ được một bữa cải thiện. Té ra, các sinh vật có thật nhiều cách để sinh tồn và trở nên to lớn. Anh chị em ấn tượng với loài động vật nào nhất thì mời để lại bình luận bên dưới nha. Như mọi khi, nhớ ấn nút like để ủng hộ VFX, đăng ký kênh và rung chuông để xem các nội dung xúc động vật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!